Tin nóng xin biết ngày 4 tháng 1. Nhiệt ba mạnh tay xử lý tin đồn, Lộ Tu diện Hồng Y cạnh tranh Dương Tử. Weibo ngày hôm nay nào loạt hình ảnh mới của Dương Mịch, Ngô Thư Hân, Lưu Diệc Phi tiêu chiến chỉ Lộ Tư. Địch đại Nhật Ba những ngày này đang vướng không ít đồn đoán, nhưng đỉnh điểm nhất là loạt ảnh hẹn hò do blogger trên Tiểu Hàn tung ra. Hậu trường phim hôm nay vẫn tập trung vào ba bộ phim đang quay, hãy cùng chúng tôi điểm qua một chút. Xuất hiện trên bìa tạp chí Garia số khai niên, Dương Mịch mang đến vẻ ngoài đầy lạnh lùng. Nhan sắc cùng thần thái của Dương Mịch khi chụp tạp chí vẫn luôn khó có thể chê. Tuy nhiên ở bìa lần này cô bị cộng đồng mạng nhắc nhở có hơi cứng. Dù vậy chúng tôi vẫn thấy Dương Mịch đẹp lắm nha. Ngô Thư Hân sau sân khấu năm mới đã quay trở lại với đoàn phim, nữ idol cũng không quên đăng ảnh tặng fan. Diện đồ đơn giản, Ngô Thư Hân dễ dàng khoe được nhan sắc xinh đẹp bắt mắt. Tuy mỗi tấm hình đều khoe nét điệu đà, nhưng cả vẻ mọi người đã quen phong cách này của Ngô Thư Hân nên chẳng còn ai bắt bẻ cả, trái lại còn khen cô dễ thương. Loạt ảnh quảng cáo mới của dàn sao dành cho thương hiệu Đình Đàm đã được chia sẻ. Đáng chú ý nhất chính là hình ảnh của Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư. Cả hai đều có những khoảnh khắc đẹp mắt trong bộ hình này. Tất nhiên là không có chụp chung đâu, chỉ là hình ảnh quảng bá cho cùng một thương hiệu mà thôi. Cũng là ảnh quảng cáo nhưng Music Phi đã mang đến nét xinh đẹp thanh lịch hơn là bộ ảnh trẻ trung của Tiêu Chiến và Lộ Tư. Nhan sắc của nữ diễn viên đúng là không thể đùa được, dù đã U40 rồi nhưng trông cô không khác gì ngoài 20, vẫn cứ rực rỡ ăn đứt giàn tiểu hòa trẻ tuổi. Địch Đại Nhật Ba không xuất hiện nhiều nhưng vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Cô nàng gần nhất làm cộng đồng mạng xỉu áp xỉu đao nhờ bộ ảnh đậm chất retro với đầm đỏ và lớp make up đậm. Đây là ảnh hậu trường thôi đã đẹp xuất sắc rồi. Ngoài hình ảnh, Nhật Ba gần đây còn được quan tâm bởi loạt tin đồn hẹn hò. Mới nhất là blogger Trương Tiểu Hàn tung ảnh cho rằng mỹ nữ Tân Cương hẹn hò với một chàng trai. Tuy nhiên ngay sau đó fan đã bóc ra đó là ảnh Photoshop, người đi cùng Nhật Ba là nữ trợ lý. Blogger cố tình chỉnh sửa lại thành một người đàn ông. Trước những đồn đoán không hay, phía phòng làm việc của Nhật Ba đã ra văn bản cảnh cáo những kẻ tung tin đồn thất thiệt và có truy cứu pháp luật. Bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính đã lên sóng, mới vài tập đầu thôi, nhưng người xem chẳng biết đã có cảm giác buồn buồn rồi. Dự là bộ này cũng làm khán giả xúc động lắm đây. Nhưng một điểm đáng chú ý hơn đó là nhan sắc xinh đẹp của Lưu Diệc Phi. Đóng phim hiện đại mang đến màu sắc mới cho Thần Tiên Tỷ Tỷ, trông vừa xinh đẹp trẻ trung, rất nịnh mắt đó nha. Vân Chi Vũ mới đây nick ra loạt ảnh nét căng của Ngô Thư Hân, vẫn là bộ đồ màu tím. Nhưng với ảnh HD thì Ngô Thư Hân trông xinh đẹp trắng trẻo hơn hẳn. Ngoài Ngô Thư Hân, Lộ Tu hôm nay cũng có ảnh cực nét khi diện bộ đồ màu đỏ. Được khoác trang phục mái thêu cầu kỳ, lại có phụ kiện đắp lên người, nên trông Lộ Tu lộng lẫy hơn hẳn. Tuy nhiên tạo hình này của Triệu Lộ Tư lại bị cho có chút giống Dương Tử ở Trường Tương Tư, mà trước đó kiểu tóc của cô nàng cũng bị nhận định giống với kiểu của Địch Đại Nhật Ba trong An Hạc Truyện. Bạch Lộc hôm qua đã có một vài phân cảnh mới trong Dị Ái Vi Danh, nữ diễn viên diện đồ ấm áp. Theo chúng tôi thì cũng tạm được, cô nàng ôm chiếc gấu bông tạo dáng cực dễ thương, nhan sắc của Bạch Lộc ở bộ phim này nên dường thất thường, lúc trẻ trung lúc lại hơi đậm tuổi. Có lẽ lên phim sẽ khác và chúng tôi mong là theo chiều hướng tích cực. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.